bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Làm thế nào để có được trí huệ hơn người? Chúng ta phải mượn cái già để tu cái chân thật, phải học hỏi trí huệ hơn người ở thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. Vì sao có thể đạt tới chỗ trí huệ hơn người? Làm sao có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc chân thật và lúc nào cũng giữ giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương đi đứng nằm ngồi đầy đủ oai nghi. Đối với chúng sinh thì các ngài không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của chúng sinh. Đó là vì các ngài xem cứu độ chúng sinh là bổn phận và trách nhiệm của các ngài. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối, nghĩa là ban ơn không mong đáp, cho rồi không hối tiếc. Đồng thời đều có hành vi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, thấy mọi loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí huệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ bàn. Mình thường xuyên nghe giảng kinh thì cần phải suy gẫm, tiêu hóa các nghĩa lý thì mới có ích, bằng không thì nghe kinh tuy nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong kinh. Có nhiều người thậm chí đem các nghĩa lý của kinh mà đặt đằng sau óc, chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm, rồi vì chỉ dùng con quỷ tinh danh, con sâu lanh lợi của riêng họ nên gây ra đủ chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều sằng bậy như thế tức là họ không có hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, là bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ và sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được lười biếng trễ nải, không được phóng dật, buông lung, ở đâu cũng cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, nghiêm thủ giới luật. Đó là những điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải tuân theo. Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chính đáng, thì nhất định phải sửa đổi. Có khuyết điểm mà không chịu sửa đổi, còn che đậy, đó chính là trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác bạo ngược. Đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác, tức là người ấy trợ trụ vi ngược. Trong số những người tu đạo cũng có trụ vương, đó là ai? Chính là ma vương. Thấy Phật Pháp trở nên hưng thịnh thì ma vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Thế các bạn có đạo tràng thì ma vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu các bạn không có đạo tràng thì ma vương sẽ quấy nhiễu thân tâm các bạn, làm cho các bạn thân không an, tâm không ổn. Một khi thân tâm các bạn điên đảo thì các bạn không thể tu hành có thứ lớp theo như giáo pháp được. Đó là cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của ma vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm cho bạn không còn định lực, thần hồn điên đảo. Vì chúng phải độc kế của ma vương nên các bạn mất chân tâm tu đạo, đến khi hối hận thì đã trễ. Do đó người tu đạo tâm cần yên định, vững chãi như núi Tu Di, dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, ma vương đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp, tháo chạy mà thôi. Ha ha ha,